Xin mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 rồi anh em, 11. Hôm nay mùng 10 hay 11 như này. Âm lịch nha anh em. Thì nói chung thì khu mình nhá. Mình thôi chứ không nói khu mình. Mình thì cũng đã bón phân làm nụ rồi anh em. Cũng để cho nó dừng cái dàn lọc này nhé. Bởi vì chỗ đoạn mình nó khác khu vực anh em là một rất nhiều điểm nhé. Thứ nhất là khu vực mình nhá, mùa thời tiết mùa này anh em. Thì đại đa số là mưa, có thể là những cây mưa kéo dài khoảng tầm là 20 ngày và cũng có cây mưa có thể là rơi là một tháng, hoặc có cây mưa như lịch sử nhất thì nó mưa liên tục là 2 tháng liên tục nha anh em. Nhưng mà đấy là cũng của ngày xưa rồi, còn mấy năm nay thì cũng ít lắm. Thường mấy bữa nay thì nó mưa khoảng tầm 10 ngày đó anh em. Thì tính ra tới thời điểm này thì khu vực mình hôm nay là đã mưa khoảng tầm 5 ngày liên tục anh em. Thì mưa năm nay cũng không được lớn, năm nay khả năng năm tới lại hạn nữa anh em ơi. Bởi vì thấy mưa giữa tháng 6 rồi mà lượng nước vẫn chưa có, bởi vì trước mặt nhà mình nhá, nó có mấy cái hồ anh nhá, mấy cái hồ phía xa xa chỗ cái hàng cau cau mình quay xa đằng kia, hàng cau này kia có mấy cái hồ nước ấy, mọi năm tầm này đi câu cá đấy. Năm nay thì dưới hồ nó chưa có hột nước này nhá. Ở khu mình nhá thì đại đa số là mình hay làm nụ sớm hơn, thì nó có nhiều nguyên nhân nha anh em. Thứ nhất là cái khu mình nhá là vào mùa này là mùa mưa, mà khi mà vô nụ thì thường mùa mưa thì không thể phun thuốc bệnh và thuốc sâu được anh em, bọ trĩ cũng không phun được luôn, bởi vì có những trận mưa nó kéo dài mười mấy ngày thì sẽ không phun được. Và ớn nhất là bị bệnh cái bệnh mà cháy nụ mai thì có thể là nguyên nhân nó do một loại bệnh và cũng có thể là bọ trĩ này. Và thứ ba nữa là bọ xít mũi. Còn bọ xít mũi anh em, bọ xít mũi thì nó gần giống như bọ trĩ ạ, thì khi nó tấn công vô cái đọt này, tấn công đọt thì nó sẽ chết chụp một đoạn đọt luôn. Bọ trĩ thì nó chỉ làm xoăn cái lá lóng non thôi, còn bọ xít mũi thì nó sẽ chơi cho tiêu cả cái đọt này luôn, chết luôn cả cái đọt này. Vậy cho nên là vào mùa tháng 8 và tháng 9 nhé, tháng cỡ tháng 8 là khu mình nó hay bị những cái trận mà bọ xít mũi tấn công anh em. Cho nên là nụ mà không đạt là phun không được, nên chừng đấy dễ hư. Cho nên là mình thường thường mình bón phân làm nụ sớm hơn anh em xíu. Thì hôm vừa rồi là mình có bón một lần lân rồi nhé, lân. Thì hôm nay cứ ngày mùng 10 tháng 6 thì gọi là mùng 10, không biết mùng 10 11 mình quên, xin lỗi anh em cái vụ này nhé. Thì nói chung là hôm nào mình đăng video thì là khoảng ngày hôm nay luôn. Thì hôm nay sau khoảng tầm 8 ngày rồi thì mình tiếp tục là giật thêm một đợt lân này cho những cái lọc này nó đứng lại nhé, nó khựng lại. Thì hôm vừa rồi mình giật một lần là thì nó thấy nó cũng khựng lại nhé, thấy nó khựng bớt rồi. Đây thì bắt đầu cũng đã vô nụ kim rồi nè, bây giờ nó chuyển sang nụ luôn rồi. Đây này nhé, đây có một số là bắt đầu chuyển sang nụ này nha. Khu mình thì làm nụ hơi sớm anh em xíu nhé, năm nào cũng vậy thôi nhé. Đây chỗ đây thì nó cũng đã hình thành cái nụ ở đây nha. Thì mình sẽ giật thêm một đây vậy này nha. Đây là bắt đầu nụ này nha. Mình sẽ giật thêm tiếp tục đợt lần nữa để cho nó hình thành cái nụ thế này. Khu mình thì sẽ lấy hai lần nụ nha, như mình ạ. Mình sẽ lấy hai lần nụ chứ không phải một lần đâu. Lần này mình lấy một nụ lớp trong này, sau khi mà nó hình thành nụ như thế này rồi này, hình thành nụ như thế này đấy nha, thì mình lại tiếp nó đứng lại làm nụ hết một cái dàn lá này rồi, thì mình lại tiếp tục là bón phân để giúp cho tược nó phát triển ra tiếp. Rồi khi tược nó ra tiếp á, vừa là mình tiếp tục bón tiếp một đợt phân nữa. Thì khi làm nụ này thì những cái nách kim này nha, như cái đây này nha, thì cái này hiện giờ vẫn đang làm nách kim, nó chưa hình thành nụ này. Thì khi mình bón lân để chặn đứng lọc á, thì cái này nó sẽ tạo thành cái nụ nha, nó tạo thành cái nụ như thế này nha. Đó thì khi nó ra thành cái nụ y xì hai rồi này, để mình phóng qua màn hình tí nha anh em dễ nhìn nha. Đây mình phóng màn hình rất lớn để nhìn rõ cái nụ này. Đó thì khi mà hình thành cái nụ được như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục lại bón phân, ví dụ như là bón phân lại bình thường để giúp cây mai nó phát triển tiếp tục đi thêm một cây lọc nữa. Rất nhiều anh em thắc mắc là tại sao mình không để đi cho nó đủ hết luôn, rồi mình bán lân rồi mình làm lụng luôn một lần. Thì thật ra thì nó có nhiều nguyên nhân anh em. Khu anh em thì nó khác khu mình. Khu mình thì vào tháng 7 thì rất thường hay nó xảy ra, mới tháng 8 nó thường hay xảy ra những cái vấn đề là bị bọ xít mũi anh em, bọ xít mũi mới cả bị hư nụ rất là nhiều. Thường thường là mấy cái nụ này đang như này anh em là tự nhiên nó lăn ra thối luôn đó, nghĩa là do con thứ nhất là do nấm bệnh, bởi vì mưa nhiều thì nấm bệnh sẽ tấn công nhiều. Thứ hai nữa là nguyên nhân là do bọ xít mũi nó chích hút ở cái đầu này, nó trong con bọ xít mũi khi mà nó chích là nó có một cái lượng độc, mà cái độc đó là rất ảnh hưởng đến cái cây mai của mình, đặc biệt trên cây mai là ảnh hưởng cực kỳ.
Vì vậy cho nên anh em nào muốn tìm hiểu rõ về cái vấn đề bọ xít muỗi thì anh em có thể lên trên Google trên mạng là mình gõ là bọ xít muỗi ảnh hưởng gì cho cây trồng thì nó sẽ ra được cái kết quả nha nhé. Vậy cho nên là anh em đấy, cho nên là mình thường mình hay lấy hai đợt nụ là như vậy nha. Thì rất nhiều anh em sẽ thắc mắc cho rằng là đến như khi lấy hai đợt nụ như vậy thì đến ngày Tết nó có nở đồng đều không, thì nó thật sự thì nó vẫn nở đồng đều nha. Bởi vì sau khi ngày mình bứt lá thì tất cả nó nở đồng đều cả thôi, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì. Đó. Còn bọ xít muỗi thì cây đây mọi năm là nó cắn cây này là rụng rẹp luôn này nhá. Mà năm nay thì đây là bọ xít muỗi này nhá. Đây kỹ nhá. Đây, bọ xít muỗi này. Cây này thì năm nào nó cắn đây. Nó sẽ cắn top cành như thế này này. Đó. Teo cái lá như này này. Xong mấy bữa nữa là nó sẽ teo cái cành này, nếu phun thuốc không kịp thì sẽ teo cái cành rồi dần dần là nó sẽ phang luôn cả cái tất cả cái giàn nụ của mình. Đây nó đây nhá. Bắt đầu ăn cái này là cây này của mình năm nào cũng bị nhá. Cái này nó ở dưới đất này, nó ăn quen rồi nhá. Nó ăn quen với cây này rồi, cho nên năm nào nó cũng về nó phang cái này thôi. Cây thì rất là sung này anh em, để ý cành. Cành thì rất là sung, nhưng mà cây đây thì sung mấy thì sung, nhưng mà năm nào nó cũng phang cái này nhá, ăn quen. Trị chưa dứt điểm, mà cả cây dưới đất thì thật sự mình ít phun thuốc anh em. Cây dưới đất bờ rào ấy thì thật sự mình ít phun thuốc. Còn những cây trong này thì mình làm kỹ hơn, mình phun thuốc kỹ hơn. Đó, thì như lần bón thì mình mùa này mình hay đi sử dụng bằng lân đơn, ví dụ có thể là súp bê lân tức là lân xi măng đấy nha, hoặc các dòng lân đơn tức là chỉ một mình lân thôi. Thì anh em có thể ra tiệm bảo vệ thực vật để bảo bán ít lân. Đây nụ phía đây của mình rất là lớn rồi này nha, anh em thấy này chứ đừng hòng nở nha, đến Tết mình còn nở muộn chứ đừng nó nở sớm nhé, khu mình nó lạnh này. Đây nụ đây này nha. Đó, thì năm nay mình đã bắt đầu vô nụ này, bắt đầu rồi, có cây thì vô được rồi, có cây thì thật sự là chưa vô được đây nha, chứ không phải là mình bón phân thì là tất cả đều vô lụng, nó không phải nhá. Bởi vì tùy theo cái lực của cây, ví dụ nhiều cây mà nó phát tượng đi ghê quá anh, giống như mấy cây này, mấy cây này cắt bò mà nó phát tượng ghê quá này. Là cây này hiện giờ nó mới có hình thành là kim thôi nhá, kim hình thành gọi là nụ kim đấy, thì nó có thể chuyển thành nụ và nó có thể chuyển thành lọc tùy theo cơ chế mình bón phân gì thì nó chuyển thành cái hình dạng đó. Bón cao hàm lượng đạm thì nó sẽ chuyển thành cái tượng đấy đi, mà đám bón cao hàm lượng lân thì nó sẽ chuyển thành cái nụ. Và như cái đây thì bắt đầu hình thành lỡ dỡ nụ rồi này, bắt đầu này đó. Thì vì vậy cho nên là mình chăm sóc mai thì thật ra là cũng đơn giản thôi. Đầu năm thì mình lên sử dụng là các dòng phân hàm lượng đạm cao, có thể là hữu cơ hay là vô cơ thì tùy anh em, có thể sử dụng hàm lượng cao. Còn vô giữa năm thì ta nên sử dụng các dòng là hàm lượng lân cao. À, cuối năm anh em, cuối năm thì đại đa số là ta sẽ áp dụng cái phương pháp là sử dụng hàm lượng kali cao hơn. Vì cái đó thì tùy theo anh em, lối chơi của anh em là bên hữu cơ hay bên vô cơ. Ví dụ đi bên vô cơ thì đầu năm ta sẽ đi là 30-10-10. Và từ tháng 6 cho đến tháng 9 ta sẽ đi là 10-30-10. Rồi từ tháng 10 đến tháng 12 thì ta sẽ áp dụng phương pháp là có thể là đi là 17-17-17 hoặc là 10 hoặc là 10-10-15, tăng hàm lượng kali lên. Đó thì tùy theo cách chơi của tùy từng anh em. Còn bên vô cơ hay hữu cơ thì nó giống nhau cả thôi, còn có bên hữu cơ thì nó bền cây hơn xíu. Còn mùa này thì muốn bón bao nhiêu lần lân thì cây nó tạo nụ thì thường tùy anh em. Nhiều cây mà nó yếu phát triển kém thì anh em chỉ bón một lần là sẽ đứng lọc. Còn những cây mà nó phát triển mạnh nó phát triển mạnh quá thì anh em phải bón lên 2 hoặc 3 lần thì sẽ đứng lọc. Còn khu anh em thì theo mình nghĩ nếu mà trong miền Nam thì sẽ khả năng là mùa này sẽ chưa tạo nụ nữa nha anh em. Còn khu mình thì hay bắt đầu là hình thành nụ này anh em, nó đang nụ kim mà bắt đầu bón lân đứng hình thành này. Lân thì cũng không cần phải lân kỹ đâu, còn ví dụ cây nào mà nó phát tượng ghê quá, ví dụ cây nào mà nó phát tượng mạnh như cây này đi, nó phát ghê quá, nó phát không chịu đứng thì anh em có thể là bổ sung lân 3 lần liên tục cách nhau 7 ngày một lần, bón liên tục. Như cây đây thì cây quả giáng long bình định anh em, cây này thì năm nay nó đột nhiên nó sung á, cho nên là phải bón lân liên tục để nó chặn. Và nếu nó không chặn là mấy cái mắt kim này nhá, mấy cái mắt kim này thôi, đây này, mấy cái mắt kim này nó sẽ chuyển thành tược đi nhá, thì sẽ lâu làm nụ. Đó. Còn ví dụ như mà tùy vùng tùy nơi, nói chung là tùy vùng tùy nơi. Như khu mình thì mùa này thì bắt đầu anh em họ chuẩn bị bón lân rồi nha. Còn mình thì đã bón trước đây một tuần rồi, mình thì làm nụ sớm hơn, mình thích cái nụ già hơn. Đây, gió thổi gãy mất rồi, mình thích cái nụ già hơn chứ không thích cái nụ non nha anh em. Mình thích cái nụ bự 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 bự
cho nên cái nụ của mình là đến ngày Tết anh em đấy mới coi kênh mình, anh em đấy là đến ngày Tết là cái nụ mình nó có cái màu mỡ gà, do là mình làm nụ rất là sớm. Và trong quá trình mà sử dụng làm nụ này nhé, thì mình tất cả phân bón các kiểu là mình sẽ hạn chế bón, rồi chỉ bón lân thôi, rồi tất cả các dòng phân khác thì mình sẽ hạn chế bón ít lại, hoặc bón một phần nửa liều lượng thôi. Ví dụ như mà mình bón vô cơ, ví dụ mình bón hữu cơ đi, cây này ví dụ như một lần là mình cho là 10 gram hữu cơ bình thường, mình ví dụ nhé 10 gram thì sau khi mà làm nụ thì mình chỉ còn bón lại 5 gram thôi. Và bón nhiều nó sẽ vượt tược tiếp anh em, nó sẽ vượt tược này, trừ khi cây nào mà chưa đủ tàn đủ nhánh thì mình vẫn lấy lụ xong rồi bắt đầu mình mới bón phân để chăm sóc tiếp. Nói chung thì chăm mai nó cũng dễ thôi, không khó đâu, không khó. Cái quan trọng là tránh, thứ nhất anh em tránh phạm phân phạm thuốc thôi. Còn thật sự mà nói thì cái cây mai mà một khi bị phạm phân phạm thuốc ấy, thì chẳng có cách gì mà chăm ra tốt được anh em, nó lử đừ lử đừ lử đừ. Đây thì cái cây, cái này là mai tàn thông của Bình Định, cái này tàn thông của Bình Định thì hiện giờ mình kiểm tra thì cũng chưa vô nụ anh em, cây này bắt đầu mới hình thành nụ kim thôi. Vẫn chắc vẫn phải bón lân, bởi vì cây này cái chậu thì bé mà không hiểu cái sao cái cây nó sung lắm, cây này nó sung quá, cho nên là cần phải tăng tốc thêm cái này bón lân để dừng. Thằng này cũng vậy nè, thằng này cũng Giáng Long Bình Định này, Giáng Long này anh em. Thì cây đây thì mình thấy với tình trạng cái này thì cũng chưa có nụ đâu vào đâu cả, thì chẳng phải giật thêm hai lần lân nữa. Cho nên là mình chăm sóc cây thì tùy thuộc theo tùy từng cây anh em, tùy từng cây chứ không phải là đồng chơi đồng loạt được. Còn ví dụ như mấy cây miền Tây này anh em, mấy cây miền Tây này thì mình thấy là tình trạng nó là cũng bắt đầu vô nụ đây nha. Đây, miền Tây này thì bón lần mới một lần và nó đứng vô nụ này. Đây nhìn thấy này. Đó, bắt đầu có cái mấy cái nụ chúc 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 đây này. Đây là thành chuyển thành nụ, nó không còn nụ kim nữa nhá. Có cái đầu nhọn này là nụ kim thôi. Còn mấy cái đầu tù tù ở trong là thành nụ rồi. Cho nên mình phải xác định đâu là nụ kim và đâu là nụ. Thì thật ra mà nói thì nụ kim với nụ thì giống nhau cả thôi. Mùa này anh em cứ bón lần là thành nụ hết. Rồi, video mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh nhé. Thì nói chung thì chăm sóc mai vào thời điểm này, ví dụ như anh em ở miền Nam thì muốn làm nụ muộn hơn thì anh em khoảng tầm đầu tháng 7 hoặc giữa tháng 7 âm lịch thì mình có thể là bón lân để tạo nụ. Còn khu vực vùng lạnh thì anh em lên làm nụ sớm hơn một xíu để cho cái nụ nó già, sau này dễ nở, ở vùng lạnh mà. Thì anh em nên làm nụ khoảng tầm đầu tháng 6 hoặc giữa tháng 6, tức là lệch nhau khoảng tầm 1 tháng, 1 tháng rưỡi, thì nó cũng gần giống như lạc lá mai thôi nhé, gần giống như lạc lá mai thôi. Ở khu mình thì lạc trước khoảng tầm 35 ngày là đến Tết, rồi miền Bắc thì họ lạc trước thôi 45 ngày hoặc thậm chí lên tới 60 ngày họ mới nở Tết. Còn những anh em ở trong miền Nam thì mình cũng có quen anh em họ kêu là thường thường lạc trước chỉ khoảng tầm 15 ngày thôi nhé, cho nên thì vấn đề làm nụ nó sẽ bị lạch theo như vậy thôi. Rồi, xin tổng chào toàn thể quý vị, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.